bạn đã quay trở lại với kênh của mình ha. Bữa nay mình sẽ lên cho các bạn các cái dòng cá bảy màu khuyến mãi đầu tháng ha. Hôm nay khai trương cái nồi mà vợ mua về để kho cá nè bạn. Mình lấy này xô cá cho bạn xem luôn ha. Thì dòng này là Dumbo Red Tail ha, tai bơi khủng ha. Cái này thì để cho bạn là chỉ 10k một bé thôi đó. Dumbo Red Tail nha các bạn, tai bơi thì là rất khủng nha đó. Chỉ 10k một bé, 20k một cặp. Các bạn mua từ ship từ 5 cặp các bạn, cái ship là 30k ha. Đó, đây là dòng Dumbo Red Tail, lỗ tai màu xanh nha, rất là đẹp các bạn. Đây, đây soi cho bạn xem, rất là đẹp. Đó, đây là dòng Dumbo Red Tail. Rồi, để qua dòng thứ hai cho các bạn xem ha. Rồi cái dòng tiếp theo là cũng là coi đen sọt các bạn, coi đen sọt là máy là bầu bì hết ha. Đó, rất là đẹp các bạn. Cho mình quay buổi tối cho nên cái màu nó không đẹp ha các bạn, chứ ở ngoài nhìn là nó rất là đẹp các bạn. Đó, đây là coi đen sọt ha. Con máy thì cái bầu này đã lắm. Cái này là do dòng sọt cho nên là con trống này nó cũng nhỏ các bạn, nó sọt mà nó ngắn nó nhỏ. Cho nên là thứ hai nữa là dòng cá bảy màu là con trống là thường là nó nhỏ, nhiều khi bằng 1/3 con mái, nhiều khi nhỏ hơn nữa. Nên các bạn mua về nhiều khi là nói sao con trống nó nhỏ quá. Mà đặc biệt là cá mình bán là sai tơ nha các bạn. Sai tơ là về là nó cá nó khỏe mạnh chứ hay nó đẻ được nhiều lứa ha. Đó, đây là cái dòng coi đen sọt này cũng 10k một bé luôn nha các bạn. Dòng thứ hai là 10k bé đó. Tắt lát đi nè, tắt lát nên nhìn cũng đẹp đúng không các bạn. Không, đây là coi đen sọt ha, 10k một bé ha. Rồi tiếp theo là mình lên cái dòng lưu thật răng cho các bạn xem ha. Tiếp theo là cái dòng lưu thật răng nha các bạn. Đây nè, lưu thật răng cái đầu xanh lè luôn nha các bạn. Đó, rất là đẹp ha. Đó, này cũng chỉ có 10k một bé thôi. Nói chung là đa số là 10k một bé không bạn, chỉ 20k một cặp thôi. Bạn này về nuôi thủy sinh thả ở ngoài trời là con này nó cho bò lắm bạn, đẻ vô tư luôn. 20k một cặp cái đầu xanh lè ha. Đó, các bạn thích cái dòng này nè thì liên hệ ha. Nói chung là các bạn không phải là bắt 5 cặp này với 5 cặp kia bạn, thì các bạn cứ thích cái dòng nào thì bắt một cặp cũng được, nhưng mà cộng lại là đủ 5 cặp thì mình sẽ ship ha. Đó. Rồi sẵn đầu tháng mình khuyến mãi cho các bạn luôn 5 cặp thì tặng 1 cặp nha. 1 cặp đó thì nếu trong quá trình ship mình nó có rủi ro ha, thì mình sẽ lấy mình bù vô, còn nó chết 1-2 con thì bù vô nha các bạn. Còn nếu chết nhiều thì mình sẽ trừ ra cho các bạn. Còn nếu mà nó không bị chết thì tặng các bạn đó. Nhưng mà đa số là ship là ok các bạn ơi. Hiếm khi mà nó chết lắm, cho nên là 5 cặp tặng các bạn 1 cặp đó nha. Rồi, quá đẹp luôn các bạn. Máy thì bầu bì luôn nha. Rồi để mình qua dòng khác các bạn. Rồi tiếp theo là cái dòng full gold các bạn nha. Này cũng chỉ 10k một bé thôi nha. Này cái máy thì bầu bì hết các bạn. Nè, máy thì vàng, cái này mình nuôi cái thùng xốp cho nên là cá nó vàng các bạn. Đẹp lắm. Có điều là cái máy mình nó không được được xịn nên quay các em nó nhìn không có rõ các bạn ha. Chứ còn cá này thì rất là ok nha. Đó, đây là full gold ha, 10k một bé thôi. Mình quay này mình xúc khí đại nha, nhưng mà khi mình ship cho mấy bạn là mấy con mà rách đuôi là mình không có ship nha các bạn, tại mình xúc vô để quay cho các bạn thấy rõ thôi. Đó, rất là đẹp. Cá mái nhiều khi nó có con lên tay vàng luôn các bạn. Đó, nhưng mà chỉ 10k khuyến mãi các bạn, rất là rẻ. Rồi để mình lên dòng cá khác cho các bạn ha. Còn đây là cái dòng HP Red Row nha các bạn. À, cái này mình đi làm về buổi tối cho nên mình quay buổi tối phải có đèn lát mà.
bạn nhìn nó mới mới thấy rõ được à, ha. HP Retro này cũng 10k một vé thôi ha. Đó, này cá này nó cũng sinh sản lắm các bạn, cá nó cũng mạnh tại dòng mắt đen này. Các bạn nuôi là thoải mái luôn, ok luôn. Đó, cái đèn LED của mình nó hơi chát, các bạn thông cảm các bạn. Đó, cá rất là đẹp ha, cá sai tơ không các bạn, đảm bảo là ship cho các bạn là khỏe mạnh, cá khỏe mạnh ha. 5k của 5 cặp tặng thêm một cặp. Đó, cá là rất là đẹp ha, HP Retro nha các bạn. Nó lội tung tăng quá, kiếm chụp cho nó một mô hình mà cũng hơi khó. Đó, rồi đây là dòng HP Retro nha các bạn. Rồi, tiếp theo là cái dòng rồng đỏ Indo các bạn. Đó, rồng đỏ này cũng là 10k một bé luôn, mình này đồng giá bạn là 10k một bé, 20k cặp ha, là ship từ 5 cặp các bạn, 5 cặp thì tặng các bạn một cặp luôn nha. 10 cặp thì tặng 2 cặp. Đó, cái rồng đỏ Indo nè, nhìn nó, cái đuôi nó đẹp, rất là đẹp các bạn. Và để mình bắt lát lên cho sáng một chút các bạn. Đây, rất là đẹp ha, cái đuôi nó bạn nhìn nè, con chống mái gì cũng đẹp hết ha. Đó, đây là rồng đỏ Indo các bạn. Chỉ có 10k một bé thôi mà các bạn là sở hữu 100k thì 5 cặp, các bạn sở hữu được 5 dòng sưu tầm nuôi ha. Hồ thủy sinh thả ngoài trời gì ok hết, rất là đẹp các bạn. Rồi, các bạn yêu thích cái dòng rồng đỏ này thì cũng liên hệ với mình ha. Cuối cùng lên cho các bạn là cái dòng coi Gen E các bạn. Cái này sai tơ nha, có khi là giờ nó chưa lên tay các bạn, tại vì là mình bán 10k một bé cho nên là cái cá mái này thì nó cũng tương đối thôi, nó sẽ chung thôi các bạn. Đó, nên các bạn về là ghép vô khoảng cỡ 2-3 tuần là nó đẻ. Đó, mình xúc thí lên có mấy con đực đẹp không phải bán cho bạn nha, để quay cho bạn biết cái dòng cá này nè. Nếu mình bán thì bán mấy con mái bự bự này nè, đó, với trống. Đó, trống nhiều khi có con nó lên nhú tay bơi các bạn. Cái này cũng chỉ là 20k một cặp thôi, các bạn mua về chơi là thoải mái ha các bạn. Rồi, các bạn yêu thích thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn. Rồi các bạn thích dòng nào thì cứ liên hệ với số điện thoại, liên hệ qua Zalo các bạn, số điện thoại mình để trên cái màn hình ha. Còn nhắn qua Facebook hay là gì mình, nhiều khi mình không có đọc được tin nhắn của các bạn ha. Bạn cứ nhắn tin vô Zalo số điện thoại đó đó, mình sẽ trả lời cho các bạn ha. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn nha.